trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ VBA sắp diễn ra. Đến sân để cảm nhận không khí đầy nghiệt thở của trận đấu giữa các cầu thủ Hà Nội Buffaloes và Cần Thơ Catfish vô cùng mạnh mẽ và đầy thách thức vào lúc 19 giờ ngày 31 tháng 8 tại nhà thi đấu Bách Khoa Hà Nội, hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream, mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn.